Trên hình ảnh các bạn đang xem đó là quá trình đánh tơi bột tre với 3 mẫu khác nhau. Mẫu bột sau quá trình nấu chúng ta đang thấy trên màn hình. Và kế tiếp mẫu bột sau nấu đó là mẫu bột sau quá trình tẩy bằng chlorine dioxide 5%, 75 độ C. Và mẫu thứ ba, mẫu bột tre thứ ba, đó là mẫu bột tre tẩy trắng hai giai đoạn, tẩy trắng bằng chlorine dioxide 5% và tẩy trắng bằng peroxide 7% ở điều kiện nhiệt độ 75 độ C. Vậy thì với 3 mẫu bột riêng, với 3 mẫu bột với các điều kiện xử lý khác nhau, chúng ta sẽ tiến hành điều chế phim hay màng với các đặc điểm thay đổi như thế nào trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng mẫu bột khác nhau. Chúng ta sẽ xem ở các clip sau.